Các bạn thân mến, thì hôm nay là 26 tháng 2 thì lại chia sẻ một số cái giò, vì cũng nhiều bạn hỏi thì thực tế là cái giò này là giỏ này là của Johnny. Và hôm nay tôi vẫn có một cái dề gọi là hoàng thảo trúc vàng, tôi buộc túm túm để lên cái chậu này cũng rất là đẹp. Dề to, cái này một cục nguyên bản to. Thì cái này là 300.000, bởi vì tôi mua cái này về cũng để này chơi thôi, vì mấy cái người đồng bào người ta buổi trưa người ta gả bán thì tôi mua thôi. Còn tôi mua một ít địa lan về. Cái địa địa lan người ta gọi là địa lan lá, địa lan lá mác hay là kiếm gì đấy, để tôi về tôi trồng một cái vườn rau. Thì cứ 30.000 một bó này, tôi có 5 bó, để bạn nào ưng thì đấy, thì đây tôi tháo luôn cái lá này. Thì cái địa địa lan lá mác thì chả biết nào, thì tôi thấy thì tức là vườn rau của tôi sẽ trồng một số cái đây, cái lá nó như thế này đấy, thì người ta gọi địa lan mát. Cái củ này không biết là gửi cả cái này hay là ấy, thì chắc cái này thì gửi nhanh thì chậm thì tôi bạn nào nếu sưu tầm, cái này là hàng sưu tầm vì tôi mua để trồng vào vườn rau đấy, nó gọi là địa lan nó mát, cái hoa tôi cũng không biết thân này. Bó nguyên này thì cứ 30.000 một bó, thì bạn nào ấy thì chia sẻ không, tôi trồng sáng mai tôi trồng ra vườn rau. Đấy, thì địa lan lá mát, lá kiếm nó mát kìa, lá này. Đấy thì tôi không biết thì tất nhiên cái còn các bạn thì tôi cũng đang cắt những một số này, cắt rễ để tôi trồng. Và đây tôi cũng tập ươm kia, tôi cắt ngắn ngắn này để thử ươm vào trong cái viên sơ dừa, thì lúc nào bạn nào theo dõi thì ấy, nghĩa là tôi cắt cái này tôi bôi keo nhìn xẹo, tôi bỏ vào cái viên cục sơ dừa đấy, cục sơ dừa người ta giới thiệu trên mạng để trồng các thứ đấy. Thì chả biết nó có nên được không. Đấy thì tôi làm một túm này thì tập ươm kia thôi, thì tôi cũng mới ấy chơi thì mình cứ mình chơi ấy. Còn hôm nay thì giả hạt này mùa khô nó ấy rồi thì tôi cắt rễ, còn mấy cái này tôi vẫn chia sẻ ở đây. Thì hình như hai cái này nhỏ nhỏ thì là 200.000 này, còn ba cái này là 300.000 này. Còn chậu thì hôm nay có 6 chậu thôi, ba cái chậu này là 350.000, tức là từ hình 6, hình 7, hình 8, còn 9, 10, 11 là 400.000. Thì chia sẻ với những cái này, như cái này nó cũng về nếu có hoa rồi đấy. Thì vào cụ thể thì các bạn thì hình số 1, hình số 1 thì nó chưa được một gang, nó ngắn này, thì 100.000. Đây thân tơ của nó, đây thì mầm gốc một giấc rồi đấy, tôi cứ quay nên là các bạn xem. Cái này thì nó mùa này bắt đầu trồng được rồi, đến mầm gốc nó cũng có vẻ gần nứt nứt rồi đấy. Thì hình một này là 200.000, thì tôi định gộp nó vào, nhưng mà nhiều bạn, một số bạn tức là ý cũng mua, chẳng hạn mua một cây 200 thì tôi ấy này, chứ không thì thực tế là bán mỗi cái đóng nó nhắt nó cũng ấy, nhưng mà cũng nhiều bạn hỏi cũng mua ý mua một cây độ 200, 250, thì đây là tôi để một cây một đấy. Hình 1 ấy, hình 2 thì cũng 200.000. Thì đây cái hình này thì cái ngọn này thì nó gãy này, thân tơ nó gãy, nhưng mà cái mầm gốc, mầm gốc nó vẫn ok. Đấy. Đấy, mầm gốc, mầm gốc tôi quay. Đấy. Thì là 200.000. Chứ không cái này thì tôi cũng để tôi trồng, từ một số cái tôi cắt rẻ. Rồi sang cái hình 3 là 300.000. Cái này thì nó dài, nó được khoảng 30 cm, đây nó hơn một gang đấy, thì thân nó như thế này, chả biết mầm gốc cái này mắt ngủ. Ô, mắt ngủ cái này có vẻ không chuẩn lắm, thì mắt ngủ cái này hình như là nó bị có vấn đề. À đâu, cái thân tơ nó đây chứ, thân tơ nó đây, mắt ngủ vẫn ok, tôi tưởng cái thân này không phải, mà nó mọc sao nó mọc nó chọi đây, thân tơ đây, mắt mắt ngủ vẫn nằm trong góc đây đấy, chứ cái này là thân già, cái mắt này bị hỏng đây. Còn thân tơ đây, thân tơ nó lại ngắn này, thân già nó dài này. Cái này không biết hình như sờ, cái này hình như chưa sổ hoa, sờ không thấy khô khục lắm. Hình 3 300.000, sang hình 4 thì cũng 300.000. Cái này nó dài khoảng được 2 gang. Đây mắt ngủ các bạn nhìn, mùa này bắt đầu nó nứt rồi đấy.
cái này thì thân nó bé. Thân bé như các bạn xem hôm qua tôi quay một cái video mà cái cây, cái này đầu ngọn nó gãy một tí này. Quay video cái cây thân nó bé nhưng mà hoa rất to và thơm. Mắt thì to tròn như mắt trâu mắt bò. Đấy, cái này là hình 400-300 nghìn, hình 5 nó cũng 300 nghìn. Hình 500-300 nghìn. Đấy, thân nó cũng thân bé này. Còn thân tơ mà gốc mầm ghép đây thì tôi quay này các bạn sẽ biết, nhìn tối nó cũng rõ. Đấy, con bên này nó vẫn vỏ lụa, không biết là nó có một cái nõ gì đây này, nhưng mà mầm gốc nhìn không rõ. Đấy thì tùy, thì các bạn này nghĩa là có nõ đây này, tôi quay không biết mầm gốc chỗ nào không biết. Thôi cái này không, hay để trồng thôi. Bạn nào ưng thì ấy chứ, trong này chỉ biết cái mầm gốc chỗ này có không. Vì một gốc nó thường thường có hai mầm gốc, không rõ lắm, thì bạn là tùy thế thôi. Đây cho cái hai hỏng mất ngủ, khả năng cái này một mất ngủ này hỏng này. Thôi thì tùy bạn nào ấy, như thân nó như thế này thì, chứ không thì tôi trồng thôi. Đấy, sang hình 6 là cái chậu này. Chậu này là 300 nghìn thì của Gianni. Đấy thì nó được hơn một gang một tí này. Thì cái này là trở đi trở lại lá nó bị gãy này, nhưng mà nó thắt ngọn không được gì. Đấy thì tôi quay này các bạn nhìn. Đấy, cái này là 350 nghìn. Sang hình 7 350 nghìn. Thì cái này đang lên, đang đi ngọn này. Cái mầm nó đang lên ngọn này. Thân tơ, thân già nó đen xì xì này. Đấy, cái này thì nó chưa được một gang, nó khoảng 15cm. Đấy, thì thân lá thế, các bạn nào ưng thì sưu tầm. Trên này nó còn có một cái kia đây này, một cái kia trên đầu ngọn này các bạn. Kia nó lá, nó tím ngắt này. Rẽ nó có này. Đấy các bạn, rẽ ra, như cái kia này cũng rẽ ra. Đấy, đầu rẽ xanh ngát này. Nó có hai cái kia trên cái hai cái thân này. Còn cái thân già nó dài khoảng một gang này, hai gang, ba gang, hơn ba gang, rất là dài. Cái này đóng thùng dài ngoẵng. 350 nghìn. Sang hình số 8 này cũng 350 nghìn. Nó lá ngọn nó bắt đầu nó xuống này. Một số cái dòng ở đây là cái lá ngọn nó xuống trước các bạn. Cái này nó có một cái thân này là dạng như nó có cái, như nó trồng tít gì là tôi không moi rẽ này, tôi không moi nó này, thì không biết là trồng nó kia. Như thân già nó có mỗi cái thân rất to, cái này nó được khoảng 25cm. Đấy, thân lá nó thế, thì các bạn nào ưng thì đấy, bạn nào chốt thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Đấy, mặt trước và mặt sau. Đấy, tôi thì lấy và thì cũng không nổi nên. Còn cái thân này nó rất to, thân cũ nó to, nhớ là cái cây này mà chăm tốt thì nó to lắm. Đấy, hình 8 là 350 nghìn. Còn sang 3 cái hình này là 400 nghìn. Cái này nó chưa được một gang. Như các bạn đây này, không biết nó cái đầu này khả năng hay nó bôi thuốc kích hoa nó ra hai kỳ tròn vo, nhưng mà nó có cái mầm rất tím này các bạn. Mầm tím ngắt rất khỏe. Đấy. Cái này nó được khoảng 3cm. Đấy, còn cây này lá rất nhỏ vào đây, lá đây các bạn. Cần cái lá này di chuyển do vận chuyển nó bị gãy này. Thì như thân nó thắt ngọn hôi gì. Cái đầu như nó vàng, cái lá như đầu nó vàng. Nhưng mà nó có hai kỳ, nó như là cái gì đây. Đấy, thân này, nó ra rẽ này các bạn này. Cái kỳ này nó ra rẽ này. Tròn múc múc này. Cái này cái thân nù. Thân nù ná. Ná nhỏ nhỏ. Đấy, còn cái kỳ này nó tím ngắt này. Rất là khỏe. Thì hình 9 này là 400 nghìn. Sang cái hình 10 này là cũng 400 nghìn. Cái này nó không được khoảng, đấy chưa được một gang.
nó khoảng 15 16 cm. Như cái này nó có hai cái mầm gốc lên này này, hai mầm gốc nhỏ nhỏ này đấy. Còn lá nó đấy thì các bạn nào ưng dòng thân lá rồi các bạn ấy. Đấy, hai cái kia nhỏ tí đấy. Còn thân già của nó thì nhỏ nhỏ, nó dài mấy thân già, 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang, nó phải 50 cm này. Thân già nó nhỏ nhỏ tí, trăm. Đây nó chủ yếu nó cho bằng phân phân dê và phân tan chậm. Đây nó còn mọc những cây gì đây, đấy là mặt mặt sau của nó đây. Có cái lá nó bị nổi, thắt lại hết rồi. Đấy, hình 10 là 400.000. Sang hình 11 là 400.000. Cái này nó không dài, cái này tương đối dài, nó còn 2 gang. Còn 2 gang 40 cm. Cái này nó không rụng hết lá ngọn. Đấy, nó còn một cái bủng biêng. Thì cái này thì bây giờ về chắc là tới là có hoa này. Cái này nó còn 40 cm. Các bạn nhìn cây này thì cũng thuộc dòng nâu, vì cái các bạn nhìn cái thân nhỏ của nó cái đầu nó nâu này, là nếu chăm tốt nâu. Và cái này nó lên không phải từ mầm gốc mà nó từ kỳ này, nhưng mà năm hai, năm hai năm ba, nó cái nghĩa là cái gốc này nó hỏng, nó lên từ đây. Thì cái này như cái này thì mấy cái nhỏ nhỏ đây, nó dạng nó mọc mọc kiểu gì đây, hình như từ cái thân đây, cũng không biết nó mọc kiểu gì nữa đấy. Những cái này hình như một cái mắt này có một cái có hoa từ năm nào đây, từ năm đâu hay là tưởng năm vừa rồi nó bé nó lại có hoa này, năm nó kia nữa, năm vừa rồi là hình như cái này đấy. Thì dòng lá như thế này các bạn là thích cái này, dòng lá nhỏ mà rất dày. Thì tôi sưu tầm thì cũng cứ chọn với cái chậu tôi ưng thế thôi, thì về mình cứ đưa này, không thì mình lại treo. Nhưng mà những cái chậu nhỏ này thì gửi thì ấy được, nhưng mà nếu mình ấy là phải cho thêm. Ở đây nó chủ yếu cho phân dê và phân tan chậm. Đấy, hình 11 là 400.000. Ừ, thì video này ngày hôm nay là tôi làm đến đây là kết thúc. Các bạn nào ưng thì nhắn tin là số điện thoại 0965 895 207. Thì các bạn cảm thấy cũng có ý nghĩa thì các bạn đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Ừ, đấy, còn cái chậu gọi là Hoàng Thảo Trúc Vàng thì người dân người ta nói, tôi cũng chả biết. Cái này hoa tôi cũng chả biết như thế nào. Cái này mầm là rất nhiều. Các bạn thấy đây nó rất to, cái rễ nguyên rễ rất to, mầm nước lên rất nhiều. Đây nó gọi là Hoàng Thảo Trúc Vàng. Thế này, cái này 300.000 thì tôi chia sẻ đấy. Thì bạn nào ưng thì nhắn tin. Video này tôi làm đây là kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.